Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Vụ PSG và Messi nhắc lại bài học cho Manchester United. Manchester United hoàn tất thỏa thuận cho tân binh đầu tiên. Huấn luyện viên Ten Hag khai phá bộ đôi ăn ý nhất của Manchester United. Manchester United mua thủ thành World Cup thay thế cho David De Gea. Vụ PSG và Messi nhắc lại bài học cho Manchester United. Việc Lionel Messi trở thành quân bài trong cuộc cạnh tranh quyền lực mềm giữa hai quốc gia Trung Đông mang đến bài học cảnh giác cho Premier League nói chung và Manchester United nói riêng. Hồi kết của chuyện tình PSG và Messi đã đến, không phải bằng tiếng pháo vinh quang, cũng chẳng bằng tiếng thút thít tiếc nuối, thay vào đó là một loạt ảnh du lịch của gia đình Messi. Có bức chụp Messi nhìn chằm chằm vào một con chim ưng, có bức anh trông bối rối bên cạnh hàng rào, bước lại cho thấy Messi thận trọng tương tác với một chú ngựa. Đằng sau những hình ảnh đa dạng với danh nghĩa đại sứ cấp cao của Bộ Du lịch Ả Rập Xê Út là nước cờ chính trị của đất nước này trước mũi Qatar, đối thủ cạnh tranh sức ảnh hưởng ở vùng vịnh. Việc danh thủ 35 tuổi xin phép sang Ả Rập Xê Út làm đại sứ ở giai đoạn cuối mùa cũng ngụ ý cho lời chia tay PSG và xoay trục hợp tác từ Qatar sang Ả Rập Xê Út. Có thể nói vui rằng cuối cùng chúng ta cũng chứng kiến điều không tưởng từ trong game ra đời thực, Messi chuyển từ Barcelona sang Real Madrid. Hình ảnh El Pulga mặc chiếc quần đùi và cùng với hai cậu con trai đút thức ăn cho một chú nai cũng được cư dân mạng ví von như là một biểu tượng quyền lực chính trị hiện đại. Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, rõ ràng là quân bài siêu mạnh, có thể giúp một quốc gia khuếch trương ảnh hưởng thông qua bóng đá. Kỳ nghỉ Ả Rập Xê Út của Messi được tờ Guardian ví như là lời cảnh báo lịch sử, một bài học lớn cho những câu lạc bộ châu Âu mong muốn vung tiền mua ngôi sao, đặc biệt ở các đội tại Premier League. Cùng mùa hè PSG chiêu mộ Messi, Manchester United cũng đón Cristiano Ronaldo trở về mái nhà xưa. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Cạnh sự điểm xuyết của một vài khoảnh khắc tỏa sáng, bức tranh tổng thể nhuốm màu xám xịt với sự không phù hợp về mặt chiến thuật, bất đồng giữa CR7 và các cầu thủ trẻ, bất đồng giữa anh và huấn luyện viên và cuối cùng kết thúc bằng scandal phỏng vấn nói những điều không hay về đội bóng. Điều gì đã khiến Manchester United mang Ronaldo trở lại Old Trafford dù thời điểm đó anh đã bước sang tuổi 36? Tránh cảnh CR7 khoác áo Manchester City với chi tiết Sir Alex Ferguson gọi điện và Bruno Fernandes cũng lên tiếng thuyết phục, Quỷ Đỏ cần một huyền thoại trở lại để kích hoạt tham vọng tái sinh. Đúng nhưng chưa đủ. Đó có thể là mưu cầu thể hiện quyền lực hay bộ mặt của giới chủ đội bóng với việc một lần nữa sở hữu một tên tuổi hàng đầu thế giới. Khi ấy, tính logic về mặt thể thao có thể hoàn toàn bị bỏ qua. Nhu cầu làm hình ảnh có thể nuốt chửng quy trình xây dựng một đội ngũ cạnh tranh thực sự. Với khả năng đó và độ tuổi của Messi vào hè năm 2021, PSG có lý do thể thao để chiêu mộ anh và đã tận dụng khi cơ hội bất ngờ xuất hiện. Song với những diễn biến ngoài bóng đá trong 2 năm qua, nhất là màn xoay trục có thể ảnh hưởng đến địa chính trị của El Pulga gần đây, dễ thấy PSG cũng có những suy tính khác khi gọi mời Messi ngày trước. Nước cờ của người Qatar đã không mang lại kết quả như ý cả trong lẫn ngoài sân cỏ. PSG vẫn xa hoa và dẫn đầu giải vô địch quốc gia Pháp với khoảng cách đáng kể, nhưng cũng có thể nói ở phương diện nào đó họ là câu lạc bộ bất hạnh bậc nhất châu Âu thời điểm này. Đó là bài học cho các ông lớn muốn chi lớn để mua sao lớn trong thời gian tới. Những con tính có thể phản lại nếu họ chỉ muốn làm hình ảnh, muốn những điều ngoài sân cỏ mà bỏ quên tính phù hợp hay một kế hoạch hợp tác có tính thực thi cao. Riêng Manchester United sẽ cần nhớ rất kỹ bài học Cristiano Ronaldo khi ngay trong thời điểm hiện tại, rất nhiều nguồn tin đáng tin cậy đẩy đưa Neymar đến với Old Trafford. Manchester United hoàn tất thỏa thuận cho tân binh đầu tiên. Theo Tuto Mercato Web, Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch trên thị trường chuyển nhượng để đảm bảo sớm có mục tiêu mình cần trong mùa hè này. Mùa hè năm ngoái, Quỷ Đỏ trải qua một kỳ chuyển nhượng chậm chạp và kéo dài. Theo đó, họ không thực hiện một vụ mua sắm nào cho đến đầu tháng 7, trong khi các đối thủ đã hoàn tất các thương vụ vào tháng 5 hay tháng 6. Cuối cùng, Real Malaysia cập bến Old Trafford, trong khi Manchester United cũng tốn thời gian và nỗ lực để đoạt được thỏa thuận với Frankie de Jong nhưng không thành. Tuy nhiên, mùa hè này sẽ khác. Huấn luyện viên Ten Hag muốn ổn định đội hình sớm. Do đó, Manchester United tìm cách đưa ra quyết định chuyển nhượng nhanh chóng trước khi mùa giải kết thúc. Ở đó, Kim Min-jae của Napoli được đội bóng này quan tâm. Mới nhất, Tuto Mercato Web bất ngờ tiết lộ một thỏa thuận dành cho Kim Min-jae sắp hoàn tất. Cụ thể, Manchester United sẵn sàng ký hợp đồng với hậu vệ người Hàn Quốc ngay lập tức để củng cố tuyến phòng ngự. Kim được Transfermarkt định giá khoảng 50 triệu euro. Song, Manchester United có thể chiêu mộ cầu thủ này với giá khoảng 60 triệu bảng. Theo Manchester Evening News, ngoài việc ký hợp đồng với Kim, Manchester United được cho là đang quan tâm đặc biệt tới ngôi sao của AS Monaco, Arsène Disasi để nâng cấp hàng thủ. Ten Hag khai phá bộ đôi ăn ý nhất của Manchester United. Đội hình Manchester United đã có một vài mối quan hệ đối tác xuất sắc trong những năm qua và hiện tại họ cũng có một bộ đôi như thế. Anico và Wijnaldum từng có mối liên hệ đặc biệt khi cùng chơi cho Manchester United, cùng nhau ghi 53 bàn trong mùa giải 1998-1999. Một số người cảm thấy rằng sự hợp tác này sẽ không bao giờ bị vượt qua tại Old Trafford, nhưng Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo đã xuất hiện và họ đã tàn phá hàng phòng ngự của Premier League khi Sir Alex Ferguson có hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong đội hình của mình. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của những mối quan hệ như vậy trong bóng đá. Bất cứ đội bóng thành công nào cũng có những mối quan hệ đối tác trên sân ở tất cả các vị trí khác nhau và đội hình hiện tại của huấn luyện viên Ten Hag cũng không phải là ngoại lệ. Lisandro Martinez và Rafael Varane có sự ăn ý tuyệt vời ở vị trí trung vệ và mối quan hệ của Bruno Fernandes và Marcus Rashford cũng cực kỳ hiệu quả.
mặc dù tác động mà các trung vệ này tạo ra được khen ngợi. Còn mối liên hệ giữa Bruno Fernandes và Marcus Rashford có lẽ không rõ ràng bằng, tuy nhiên sự hợp tác giữa họ cũng quan trọng không kém. Marcus Rashford đã nói về việc chơi với Bruno Fernandes sau thất bại ở Anfield. "Tôi thích chơi với Bruno, anh ấy là cầu thủ hoàn hảo để chơi cùng, anh ấy là một thủ lĩnh tốt cho chúng tôi, ngay cả khi anh ấy không phải là đội trưởng. Anh ấy đã giúp những cầu thủ khác trở thành thủ lĩnh tốt hơn, và thực tế là chúng tôi không thể trở thành một đội có tổ chức nếu chỉ có một thủ lĩnh là đội trưởng. Anh ấy đã làm rất nhiều cho chúng tôi không có bất cứ điều gì tiêu cực để nói về Bruno Fernandes, tôi ủng hộ anh ấy 100%. Thống kê cũng xác nhận rằng Bruno Fernandes đã tạo ra tổng cộng 34 cơ hội cho Marcus Rashford ở Premier League mùa này, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác làm được cho đồng đội ở mùa giải 2022-2023. Nếu thống kê đó không đủ ấn tượng, thì kể từ khi Ota lưu trữ thống kê này ở mùa giải 2006-2007, con số đó, 34 cơ hội, chỉ có 2 cặp đôi khác vượt qua được. Điều này làm nổi bật mức độ ăn ý của cặp đôi này khi hoạt động cùng nhau. Christian Eriksen và Harry Kane hiện là những người nắm giữ con số tốt nhất về việc tạo ra cơ hội cho đồng đội. Eriksen đã tạo ra 40 cơ hội ghi bàn cho Harry Kane trong mùa giải 2017-2018 của Tottenham và kỷ lục đó có thể bị vượt qua ở mùa giải năm nay. Có 4 trận đấu với Wolverhampton, Bournemouth, Chelsea và Fulham còn lại trong quỷ đỏ. Bruno Fernandes và Marcus Rashford nếu được đảm bảo suất đá chính và vẫn sung sức thì điều đó có nghĩa là họ có thể vượt qua kỷ lục của gà trống. Bruno Fernandes là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới khi ở phong độ tốt nhất và anh chắc chắn sẽ rất quan trọng trong việc liệu Manchester United có về đích trong top 4 hay không. Sự sáng tạo của anh là rất quan trọng và mối quan hệ của anh với Marcus Rashford có thể mang tính quyết định. Bất kể cặp đôi này có phá vỡ kỷ lục về số cơ hội được tạo ra hay không, mối quan hệ hợp tác của họ đã nảy nở trong suốt mùa giải. Marcus Rashford chắc chắn đã thành thật khi nói về Bruno Fernandes là cầu thủ hoàn hảo để ra sân cùng. Manchester United mua thủ thành World Cup thay thế cho David De Gea. Manchester United được loan báo đang nhắm tới thủ thành Emiliano Martinez của Aston Villa thay thế cho David De Gea ở chuyển nhượng mùa hè. David De Gea gần như chắc chắn sẽ ở lại Old Trafford trong mùa giải tới khi đôi bên gần chốt xong việc gia hạn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Erik ten Hag không còn đảm bảo vị trí số 1 cho người gác đền 32 tuổi. Ai cũng biết điểm yếu của David De Gea là hạn chế chơi chân và gần đây anh mắc không ít sai lầm khiến Manchester United phải ôm hận ở cả Europa League lẫn giải Ngoại hạng Anh. Dù bảo vệ David De Gea với lý do là thủ thành giữ sạch lưới nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh, nhưng huấn luyện viên ten Hag cũng nhắm đến số 1 mới trong kế hoạch để đảm bảo Manchester United có thể đua tranh danh hiệu ở các mặt trận trong năm sau. Manchester United được cho là đã đưa David De Gea của Brentford vào tầm ngắm và mới nhất là nhà vô địch World Cup 2022, Emiliano Martinez cũng đã được huấn luyện viên ten Hag điền tên vào danh sách. Nhà báo Argentina đáng tin cậy Gaston Edun cho biết Manchester United là một trong 3 câu lạc bộ Ngoại hạng Anh quan tâm muốn có thủ thành đang chơi cho câu lạc bộ Aston Villa bên cạnh Chelsea và Tottenham. Edun còn cung cấp thêm, có khả năng Emiliano Martinez sẽ rời Aston Villa vào tháng 6, mặc dù mới gia hạn 5 năm đến năm 2027 vào năm ngoái. Vị này còn nhấn mạnh, việc Manchester United muốn có Emiliano Martinez có thể đẩy thêm một bước cho việc ra đi của người gác đền 30 tuổi. Giữa Aston Villa và Emiliano Martinez không kèm theo điều khoản giải phóng hợp đồng, nên Manchester United có thể không gặp khó trong quá trình đàm phán. Thủ môn số 1 Argentina được Transfermarkt định giá khoảng 28 triệu euro. Ngoài ra, Manchester United khả năng cũng giành lợi thế trước Chelsea và Tottenham trong cuộc đua giành chữ ký Emiliano Martinez. Khi đội của huấn luyện viên ten Hag đang có cơ hội cao lấy vé dự cúp C1, trong khi đối thủ thì không. Bỏ ra ngoài một số cử chỉ đôi khi hơi lố của Emiliano Martinez, thì anh là một thủ môn ngoạn mục, đáng tin cậy, tinh thần chiến đấu máu lửa và dễ át được cả phía đối thủ. Anh cũng được biết đến là người bắt 11m cực hay. Tại World Cup 2022, bên cạnh niềm vui ám cúp của đội tuyển Argentina, Emiliano Martinez giành danh hiệu găng tay vàng, thủ môn xuất sắc nhất.